Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về Microsoft Teams. Và ở buổi học ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn về: thứ nhất, cách tạo nhóm, lớp học, cách thêm thành viên vào nhóm và giới thiệu giao diện chung của nhóm. Hai là cách chúng ta tạo một kênh mới trong nhóm và xóa kênh, xóa nhóm như thế nào. Chúng ta quản lý thành viên trong nhóm như thế nào. Thứ ba là cách chúng ta tải tài liệu lên nhóm. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Vâng, để tạo nhóm trong Microsoft Teams chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn thấy ở đây của tôi có 4 nhóm và tôi sẽ nhấn vào tham gia hoặc tạo nhóm để tạo nhóm mới. Nhấn vào mục tạo nhóm. Nhấn vào lớp học. Chúng ta sẽ đặt tên của nhóm, tên lớp học và viết trong phần mô tả. Cái phần mô tả này chúng ta có thể viết hoặc không viết. Ở đây tôi sẽ viết tên, ví dụ là lớp 5A. Ví dụ. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào mục tiếp theo. Trong mục tiếp theo này, chúng ta sẽ thêm thành viên vào nhóm. Lần lượt chúng ta chỉ cần gõ địa chỉ email hoặc là cái tài khoản ở trong Microsoft Teams là chúng ta đã ra được cái tên. Ví dụ ở đây tôi sẽ gõ các tên của sinh viên nào. Sau đó chúng ta nhấn thêm. Sau khi nếu như chúng ta muốn mời thêm giáo viên hướng dẫn vào với lớp học hoặc là giáo viên trợ giảng thì chúng ta sẽ nhấn vào giáo viên và chúng ta gõ tên của giáo viên vào đây. Sau khi làm xong, chúng ta nhấn vào mục đóng. Và đây chính là giao diện của Mark. Trong giao diện này thì khi mặc định chúng ta tạo một cái nhóm thì nó sẽ luôn luôn tạo ra một cái kênh chung này. Kênh chung này ở đây. Và ở kênh chung này chúng ta sẽ có các cái mục liên quan. Như ở đây đó là các cái tab như là tab bài đăng, giúp cho chúng ta là có thể đăng bài và tương tác với học sinh. Mục thứ hai là tệp. Tại ở mục này thì chúng ta có thể là đẩy dữ liệu lên hoặc là sinh viên có thể download cái dữ liệu về. Mục Class Notebook chính là cái sổ tay dành cho cho giáo viên. Và mục bài tập là giáo viên sẽ giao bài tập cho học sinh. Và mục Grade là giáo viên sẽ chấm bài và trả điểm cho sinh viên. Vâng, chúng ta sẽ thấy đây là chính là biểu tượng của nhóm. Và muốn thay đổi cái biểu tượng này, chúng ta sẽ nhấn vào hình cái bút chì nghiêng như thế này. Chúng ta nhấn vào thay đổi ảnh nhóm. Ở đây chúng ta có thể thay đổi bất cứ những cái hình ảnh nào mà chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta có thể tải một cái hình bất kỳ ở trong máy tính của chúng ta lên. Ở đây giả sử tôi thay đổi bức hình này. Nó là thay đổi cái biểu tượng nhóm. Để các bạn có thể tải cái tài liệu lên thì chúng ta nhấn vào mục tệp. Ở đây chúng ta sẽ tải tài liệu lên. Ví dụ trong tài liệu lớp học này, các bạn sẽ thực hiện nhấn vào mục tải lên. Tải tệp. Ví dụ tôi tải một cái đó, tôi sẽ nhấn vào mục tải lên thì chúng ta sẽ thấy cái phần bài giảng và cái file tải lên của tôi sẽ nằm ở vị trí này. Để xóa nhóm chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn lưu ý, chỉ những nhóm nào chúng ta là chủ sở hữu thì
mới xóa được. Còn chúng ta là thành viên thì sẽ không xóa được. Để kiểm tra xem là chủ sở hữu hay thành viên, chúng ta nhấn vào mục tùy chọn quản lý nhóm. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy ví dụ nhóm 3A chính là nhóm thành viên, chúng ta sẽ không, chúng ta là đang với tư cách là thành viên, ta không thể xóa được. Và nếu ở những trang mà ở những nhóm mà chúng ta là chủ sở hữu thì chúng ta sẽ xóa được. Chúng ta quay ra và chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây chính là chúng ta xóa nhóm, chúng ta nhấn vào đây và chúng ta chọn xóa nhóm. Như vậy là chúng ta đã xóa được nhóm. Để tạo kênh trong một nhóm, chúng ta sẽ làm như sau. Nhấn vào nhóm. Trong một kênh này thì chúng ta mặc định là có một cái kênh chung, và kênh này luôn luôn được tạo ra khởi điểm khi mà chúng ta tạo nhóm. Để tạo ra những cái kênh nhỏ hơn nữa cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như là chúng ta đang giảng bài cho 10 bạn và trong đó chỉ có 8 bạn là đã hiểu bài rồi, còn hai bạn kia chúng ta các bạn ấy chưa hiểu bài cho lắm, thì khi đó chúng ta có thể là chúng ta tạo ra một cái nhóm nhỏ, một cái kênh nhỏ trong cái nhóm này. Chúng ta chỉ add chỉ thêm hai cái bạn đó vào và giáo viên sẽ giảng dạy lại hoặc là hướng dẫn thêm gì đó trực tuyến với hai bạn này. Thì để tạo ra những cái kênh mà với mục đích là riêng như vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ nhấn vào nút 3 chấm ở đây và chúng ta thêm kênh. Trong mục thêm kênh này thì chúng ta sẽ nhóm là, ví dụ đặt tên nhóm là An và Nhi chẳng hạn. Rồi, sau đó ở đây mặc định khi mà chúng ta tạo thêm một kênh nhỏ này thì mặc định là sẽ là ở chế độ tiêu chuẩn, hiển thị với tất cả mọi người trong nhóm. Nhưng nếu như trong trường hợp này tôi chỉ muốn hiển thị với bạn An và bạn Nhi chẳng hạn thì tôi sẽ chọn là riêng tư. Và tiếp theo, nhấn vào tiếp theo. Tại đây tôi sẽ chỉ add tên hai cái bạn này thôi. Ví dụ đây là, đây giả sử là tài khoản của hai bạn đó và tôi add vào. Nhấn thêm. Sau khi thêm xong thì tôi nhấn vào nút xong. Thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái nhóm là An và Nhi. Và khi mà nhóm này nó ở chế độ riêng tư và chỉ có hai bạn này có thể trao đổi thảo luận với giáo viên thôi, thì hoặc là trao đổi với nhau, thì đây là những cái kênh nhỏ hoặc cái nhóm nhỏ. Ở đây chúng ta cũng có thể tạo ra những cái chương, ví dụ như chúng ta muốn tạo ra rất nhiều kênh khác nhau ở đây thì chúng ta sẽ tạo bình thường. Để xóa kênh chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nhấn vào mục 3 chấm và chúng ta chọn xóa kênh. Như vậy trong buổi học ngày hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn cách chúng ta tạo nhóm, cách chúng ta thêm thành viên, cách chúng ta xóa nhóm, tạo kênh, xóa kênh và cách chúng ta tải tài liệu lên trên nhóm như thế nào. Ở bài học tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chúng ta giảng dạy trực tuyến bằng cách nào. Các bạn hãy đón chờ cái video đằng sau của mình nhé. Chúc các bạn có những ngày nghỉ thật là vui vẻ.